Còn Lo anh mày Tino mình sao? cân hết rồi các bạn. Ông bỏ Lo Tino này, ông định cân hết rồi. Rồi lên anh em. Even if I Có. forget my name, I'll remember her smile. Chết chưa bạn ơi? Chết chưa bạn ơi? Chết chưa bạn ơi? Ui giời, thằng này không biết KS đấy. Thằng này không biết KS nha các bạn ơi. Win win anh em ơi. Your team has destroyed a tower. Has been retreating with excitement. An ally has been defeated. They need a sword. An ally has been defeated. Tem bạn đều mạng các bạn nha, tem bạn ăn để đều mạng nha, nó không như mình là tem mình dồn hết lại cho mình rồi. Hay là mình KS giỏi các bạn này. Do mình KS giỏi hay là mình nó dồn hết lại cho mình. Ô mình cứ lấy trụ đi thôi các bạn ơi, bọn này không đổi trụ thì mình cứ bê thôi. Này thích đổi nha. Chém, tôi chém trụ nhanh lắm. Mày đến ngay em à. Ồ lại chết rồi em ơi. Lại chết rồi em ơi. Đó làm sao được các bạn ơi. Nhà đây bạn không lo rồi. Tớ chạy thôi, làm gì mà căng thế. Tớ chạy rồi mà bạn còn cố đuổi theo mình là bạn chết đấy. Ui giời ơi, lại quạc lên đầu thằng đầu đất này. Lại quạc lên cái đầu thằng đầu đất này thì chịu rồi các bạn ạ. Ôi chết mày quá anh em ơi. Tí nữa thì rộng luôn anh em. Tí nữa là mình rộng nữa nha. Ôi sư bò mình ngáo à. Được cái theo mình rất là hay đẩy lén trụ các bạn ạ. Theo mình được cái là đẩy lén trụ ác. Ôi phải lo lại cân hết rồi. Phải lo lại bắt chước cân 3 cân 4 à. Cần thật đấy các bạn. Cần nhà. Cần nhưng mà là cần vào mắt. Win rồi các bạn nha. Trận này win rồi. They need a sword. I'm just a person. An ally has been defeated. Mình có cân được 5 thằng này không các bạn ơi? Cho phải lên quả huyết kiếm rồi mới cân được. Even if I forget my name. Thịt luôn anh em ạ. Ui quả này thằng bò hay này. Đây, thằng bò hay đấy, mình chiêu cuối vào nó cũng chiêu cuối luôn thì thơm luôn đó bạn nha. Tường bây giờ phải lướt thật kỳ là chính xác và thẳng tắp thì mới qua được tường đấy các bạn.
need a sword. I'm just a person. Để vào lát mình lộn cái gì, quẹt cho phát lại chết luôn bây giờ. Tớ lấy trụ rồi các bạn ơi. Con này cần rồi anh ạ. Quả này cần rồi. Ui giời ơi, tớ mạnh thế cơ mà. Tớ mạnh quá rồi các bạn ạ. Đúng là best Alan Việt Nam các bạn nha. Trận đấu mình quá là mạnh và khủng bố luôn. Kéo cho bạn danh thấp hơn một sao thành công luôn các bạn. Đi nào anh em ơi. Ông Natalia này các bạn ơi. Amelie với chúng tôi này. Amelie các bạn. Ui. Trời ơi mày quá. Win rồi. Vâng, trận đấu mà thêm bạn thì lại bỏ nhà ra đi các bạn nha. Để cho bạn nào mình đánh cho, nếu mà đàn nào thêm bạn thua thôi, không thể chống được. Vâng, và video của Thành Công 34 Game cũng xin phép dừng tại đây. Chúc các bạn một ngày mới tốt lành.